Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1967, là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Quyện Bình Triết, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam. Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định điều động bổ nhiệm, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ghi nhận những thành tích đã đạt được của ông Nguyễn Văn Quang trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trong cương vị mới của mình. Ông Nguyễn Văn Quang tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, hình ảnh của ngành và xây dựng ngành Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quang cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể công chức người lao động của đơn vị. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hết mình, luôn rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động sáng tạo trong công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của gia đình, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.